Bật lửa Zippo 260 vintage chặt góc. Zippo 260 Mỹ replica, phiên bản làm lại của mẫu Zippo ra mắt năm 1937 với thiết kế chặt góc, sản xuất trên nền chất liệu HB chrome. Đây là một thiết kế mang tính giao thoa giữa hai mẫu thiết kế cực kỳ nổi tiếng khác là mẫu 1935 và mẫu 1941. Một lựa chọn tuyệt vời cho các chủ nhân mới làm quen với bật lửa Zippo cũng như những dân chơi muốn tìm một em Zippo đơn giản nhưng trang nhã dùng hàng ngày. Hãy cùng Ambe tìm hiểu chi tiết chiếc bật lửa độc đáo này qua video dưới đây nhé. Zippo replica 1937 chặt hai đường ở góc tặc nên hơi hướng thập niên 30 vốn hoàn toàn biến mất từ các mẫu 1940 trở đi. Nó được sản xuất với số lượng nhiều nhất và cũng được yêu thích nhất bởi độ bền cao, kiểu vỏ mạ chrome phủ keo bóng vuông trơn càng tôn lên sự đẳng cấp. Chống gió trong mọi điều kiện thời tiết. Zippo luôn được ưu ái lựa chọn bởi khả năng chống gió cực mạnh. Zippo 260 là chiếc hộp quẹt nhẹ lửa tới hoàn hảo khi chỉ cần nửa vòng bật đã bắt lửa. Hệ thống chắn gió với buồng đốt được bảo vệ bằng lớp chắn 16 lỗ tròn, giúp bạn có thể duy trì ngọn lửa trong mọi địa hình với mức gió lên đến 40 km/h vẫn cháy thoải mái. Bốc bột dẫn xăng nhanh, được quấn thêm đồng giúp cháy lâu hơn, Zippo chỉ tắt khi người chơi đóng nắp. Ngoài vẻ chắc chắn và vẻ đẹp dung dị của mình, Zippo 260 còn là dòng bật lửa có tiếng kêu vô cùng trong trẻo, bắt tai, và điều này mới chính là thứ khiến bao người mê mẩn em nó. Sự kết hợp ăn ý của búa cam tác động vào lá thép chữ U kết hợp với bản lề nam chấu đời mới tạo nên những âm thanh vô cùng tuyệt vời. Người chơi có thể điều chỉnh độ dơ bản lề để sở hữu tiếng click theo sở thích. Zippo cao cấp, đẹp thời thượng. Có thể khắc trang trí thêm chữ hoặc hoa văn, họa tiết sắc sảo theo yêu cầu, tạo ra một bật lửa độc đáo dành riêng cho bạn. Lớp đồng vàng đơn giản mà sang trọng, không hề gây cảm giác nhàm chán. Ngược lại, 260 sẽ tôn cá tính người dùng, nổi bật trước mọi đám đông. Mục đáy bằng thiết kế cổ điển giống những năm 1937. Nó cũng được phủ lớp chrome mượt mà, tạo tổng thể hài hòa, đồng nhất. Năm sản xuất sẽ là ngẫu nhiên, tùy thuộc vào lô hàng sản xuất. Ambe chuyên cung cấp Zippo dòng đời số mới, chất lượng cam kết chính hãng 100%. Hộp giấy cao cấp đi kèm dùng như hộp quà tặng sang trọng, bên trong đính kèm bộ giấy tờ hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn. Anh em có thể mua em này tại website của Ambe hoặc liên hệ trực tiếp cho cửa hàng theo mã 260 để nhận tư vấn miễn phí nhé. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm nhiều video khác để ủng hộ shop nhé.